Ngày 1 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Vũ Xuân Tú, 44 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo kết quả điều tra, năm 2008, Tú đến thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương mua hai bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành răng hàm mặt mang tên Vũ Xuân Tú năm 2014, tú đem văn bằng chứng chỉ trên đến sở y tế tỉnh Thanh Hóa nộp hồ sơ để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt và làm răng giả. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, tú sử dụng chứng chỉ hành nghề do sở y tế Thanh Hóa cấp đến sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang để nộp hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nha khoa công nghệ cao An Giang do tú làm giám đốc và điều hành. Ngày 4 tháng 5, Đoàn Thanh tra Sở Y tế tỉnh An Giang thanh tra việc chấp hành pháp luật về hành nghề y tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh An Giang, phát hiện phòng khám của Tú sử dụng văn bằng chứng chỉ giả để hoạt động. Vụ việc được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên để giải quyết theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra xử lý.